Nguyễn Thị Oanh không tham dự giải Đài Loan mở rộng cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam. Giải Đài Loan mở rộng nằm trong kế hoạch chuẩn bị ASEAN năm 2023 của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Đội tuyển đã lên đường sang Đài Loan, Trung Quốc để dự giải từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 5 với 13 vận động viên và 4 huấn luyện viên. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Oanh không có mặt trong chuyến đi cùng toàn đội. Theo chia sẻ của Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Oanh được cho nghỉ. Vận động viên này đã thi đấu nhiều nội dung ở SEA Games 32 nên cần nghỉ thêm. Ngoài ra, trong thời gian về nước, Nguyễn Thị Oanh cũng phải di chuyển khá nhiều nơi. Nguyễn Thị Oanh không dự giải Đài Loan mở rộng. Đội tuyển điền kinh Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu 14 huy chương vàng ở SEA Games 32. Đội kém chỉ tiêu 2 huy chương vàng. Tuy nhiên, thành tích của Nguyễn Thị Oanh đã mang lại tiếng vang cho điền kinh Việt Nam. Cô lập thành tích giành 2 huy chương vàng trong 30 phút. Nguyễn Thị Oanh thi đấu hai nội dung sát giờ là 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Oanh giành thêm 2 huy chương vàng ở các nội dung 5.000m và 10.000m. Chân chạy người Bắc Giang lập thành tích là vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên giành 4 huy chương vàng ở một kỳ đại hội. Ngoài ra, cô cũng sở hữu 12 huy chương vàng SEA Games trong bộ sưu tập của mình. Nguyễn Thị Oanh nhận được nhiều phần thưởng giá trị về cả tiền mặt lẫn hiện vật. Trong đó, phần thưởng giá trị nhất là huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao thưởng. Tuy không tham dự giải Đài Loan mở rộng, Nguyễn Thị Oanh vẫn sẽ tiếp tục tập luyện tại nhà. Trong tuần tháng 7 tới, cô cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ sang Thái Lan dự giải vô địch điền kinh châu Á. Sau đó, đội điền kinh sẽ chia các tổ nhóm để tập huấn tại Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Tháng 9, đội tham dự ASEAN 19 tổ chức ở Trung Quốc.